Rồi, hello anh em ha. Thì ở video clip này á, là một cái video clip là trái lơ nha anh em, tức là quay sơ lược cho anh em cái lô máy mà nó mới về thôi. Và sẵn tiện là thông báo với anh em là bên em tạm nghỉ để đi du lịch hè. Tại vì hè đó thì gia đình được nghỉ, rồi con cái nó được nghỉ hè, nên là tranh thủ làm một chuyến du lịch. Rồi sẵn làm một cái video về du lịch review cho anh em chơi luôn. Nên là bên em sẽ bữa ngày hôm nay bên em sẽ có một cái bản thông báo du lịch cho anh em đó, là bên em sẽ tạm nghỉ ốp là từ ngày 17 tháng 6, tức là từ ngày mai là ngày thứ bảy, thì bên em sẽ nghỉ tới 22 tháng 6, là tới thứ năm thì tầm đâu đó khoảng 4-5 ngày đó. Thì tới ngày thứ sáu, ngày 23 tháng 6 thì em sẽ về em giao những cái máy này cho anh em. Còn ngày hôm nay là bên em đã đẩy deadline hết trơn, là chạy deadline hết luôn, là những anh em nào mà đặt máy những ngày trước là bên em ngày hôm nay em sẽ giao hết ha. Nên là nói chung là không có hiếu nợ hiếu đơn anh em nào hết, mà chỉ là những anh em nào mà mua cái lô mới này nè thì anh em cứ đặt hàng bên em đó. Rồi tới bữa thứ sáu thì em sẽ về, em sẽ quay clip hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng nút này là sao, nút kia sao, rồi về khởi động sao, giật máy sao, thì em sẽ hướng dẫn rồi gửi hàng vào ngày thứ sáu ha. Thì video clip này là nội dung là vậy, tức là chủ yếu là thông báo cho anh em cái lịch nghỉ, lịch ốp công khai lên đó. Chứ anh em có nhiều anh em không biết, hoặc là bạn bè đồ này kia nói vợ chồng em rất là sướng, làm kinh doanh muốn nghỉ giờ nào nghỉ, muốn đi chơi giờ nào chơi, nhưng thật sự là không có anh em, khó lắm. Đi là phải viết đơn xin phép, mà xin phép là xin phép cả anh em cả nước luôn đó. Và đặc biệt là phải xin phép những anh em mà đã mua máy rồi, tại vì không xin phép, không thông báo á, mình đi chơi á, nhiều khi vô những cái khu vực rừng ra biển đồ này kia nó mất sóng điện thoại, hoặc là mình đi chơi mình để chế độ yên lặng để mình có sự riêng tư, mình đi chơi mình relax mà, thì đâu thể cầm điện thoại mà mình nghe hoài. Thì những anh em đó thì là nhiều khi máy móc đồ này kia xài thời gian rồi nhận rồi bị trục chặt đồ này kia, gọi để hướng dẫn xử lý bảo hành đồ này kia đó, hỗ trợ kỹ thuật đồ này kia đó, thì mấy ông gọi mình không nghe máy được là mấy ông chửi. Là bây giờ phải là viết đơn xin phép là 63 tỉnh thành trên toàn quốc là xin phép là tạm nghỉ ốp ngày đó đó, để lỡ mà có bị mấy ông chửi á, thì mình chụp cái clip này lên là anh ơi em có đó viết đơn xin phép rồi nè, mấy anh thông cảm đó, khổ lắm anh em ơi. Nhiều ông á, mua máy, có những ông mua tầm năm 2016, 2015, rồi 2000, có nhiều ông mua tầm năm 2014, 2013, tức là mua cả chục năm luôn, mà chỉ cần là máy trục chặt nhẹ cái thôi mà gọi em không nghe máy là nhắn tin là chửi, là buông lời, nhắn tin là chửi, tức là gọi thì không nghe máy, nhưng mà hà không nghe máy rồi nhắn lại cho em câu là máy anh mua nó bị gì nè, em rảnh em gọi lại cho anh hay là hỗ trợ anh gì không, gọi mà không nghe máy là ổng nhắn tin cũng chửi. Trời ơi rất là khổ anh em ơi. Nên là chỉ những anh em nào mà buôn bán kinh doanh online đồ này kia, mà anh em mà buôn bán lâu rồi đó, hoặc là anh em số lượng đơn anh em nhiều á, rồi anh em mới thấy cảnh nó mỗi một cái nghề nó có một cái khổ riêng ha. Không ai sướng hết đâu, không có cái nghề nào sướng hết, mỗi nghề đó đều có cái nỗi khổ riêng, chứ không phải là kinh doanh là sướng đâu đó. Còn anh em đi làm nhà nước chỉ cần viết cái đơn xin phép xếp việc cái là nghỉ là hảnh hơi, không có bị rò bó gì này kia, còn kinh doanh nó khó lắm, tại vì mình sao mình bán mình còn hậu mãi hỗ trợ anh em đồ này kia các kiểu ha. Rồi nên là anh em thông cảm giùm em vấn đề này nha, nói gì chứ là đỡ em về em sẽ quay cho anh em hay một cái clip thế nào cũng có vài ông vô chữ xói xả buôn bán xong lấy tiền xong rồi mày không hỗ trợ khách hàng hả, không nghe máy hả mày đó, đủ thứ nha. Rồi thì cái lô cưa này là lô e nha anh em, lô e nha. Đó, thì đâu đó tầm mấy con ta, 20 con nha anh em, 20 con máy cưa có G370 nha anh em, G370 giá rẻ nha, con này em bán có 4,5 triệu rồi, thị trường bán là 5,5 triệu, thậm chí là 6,5 triệu bình thường nha anh em nào mà khoái dòng G370 hút con này nha, nè cái lam mới đét luôn, con này phải nói là giá hôm nha. Đó rồi máy phát điện thì có 2 con rồi phải không, có con này 1,850 triệu nha, con này thì Subaru máy mới về chung với lô cưa này nè, con này phải nói là nổ im như chó hở nha. Đó, dòng Subaru này tức là nó là cái dòng đời mới nha nè, chạy rất là đã luôn, cách âm á, em thấy cái tiếng nổ nó cách âm, dòng này chạy cực êm luôn. Hai vậy anh em bỏ vài chục triệu ra anh em mua mấy cái máy đời mới thì anh em chạy con này nó cũng ok, nó như nhau à, tại vì mấy thằng Nhật xài ít lắm, và đặc biệt mấy cái dòng máy phát điện á mà nó xài rất là ít anh em, tại vì nó dự phòng thôi, máy bên Nhật á là nó toàn là chạy điện năng lượng hạt nhân không à, nên là ít khi nào mà nó hiếu điện cúp điện như là hủy điện bên Việt Nam mình lắm, nên cái máy về nó mới chát là nó xài ít sạch luôn đó. Và cái dòng máy này thì bên em đã chuyển điện rồi nha, giá thì
tầm 5 ít nha nè, tức là cỡ tầm 5 triệu hơn nha. Anh em nào có quan tâm thì liên hệ, còn nếu mà xài gia đình lấy con này chiều 8-50 thôi nghe mấy không nha. Rồi vô nè, mình quay sơ sơ thôi nha, nên là anh em nào có theo dõi kênh bên em rồi, có biết về kênh bên em rồi thì anh em mua mấy máy này dễ lắm, tại vì những cái dòng này á, là em cũng quay nó cũng giống như mấy cái lô trước thôi. Đó, máy móc thì những cái máy này là thợ bên em đã test 2 lần rồi nha, lưu ý ha, máy mà lên clip này là bên thợ bên em nó đã test 2 lần rồi, đó là anh em đừng hỏi mà ô máy này chạy ngon không, rồi bơm nhớt ra không, tất cả hoạt động ok hết bên em mới lên clip nha. Đó, tức là mua mà hàng từ Nhật về đó là thợ nó sẽ test nổ, kiểm tra cái gì cần thay thế, ví dụ như lọc xăng, da bơm, bơm nhớt đồ này kia, cái nào mà không hoạt động nó sẽ thay thế, kiểm tra chạy ngon lành hết. Lần 1 xong á, lần 2 đó bắt đầu đem đi rửa, tại vì rửa vô á, thì sẽ sợ nhiều khi nó vô nước đồ này kia, nên là khi mà rửa ráy xong sạch sẽ rồi đó thì nó sẽ cho test nổ lại lần nữa rồi mới cho lên lô ở đây đó. Rồi lên lô ở đây trước khi mà em bán cho anh em á, em sẽ chăm chăn vô test nổ lần nữa, tức là cái thằng chủ tiệm sẽ chính tay chủ tiệm test lại coi mấy thằng họ nó làm nó có bài bản có đúng chuẩn không, để thôi nhiều khi mấy thằng họ nó làm ẩu tả đồ này kia rồi tới mình bán cái mình thì mình mang tiếng, mấy thằng họ nó đâu mang tiếng, đúng không? Nên là trước khi tới tay của anh em là test nổ 3 lần nghe không nha. Rồi con em một, con này nó tin nha, con này là 1.9 nè, con này tay cục công suất lớn tầm 35cc, anh em nào mà thích tay cục công suất lớn lấy con này, nó tin. Con này máy lốc nhôm luôn, 1.9 triệu. Con này thì nó hơi nặng nha, nhưng bù lại thì nó khỏe, công suất nó mạnh đó nha, với lại giá nó mềm nữa. Rồi A2 thì là con này là Tanaka, con này thì 2.1 triệu nha. Đó, con này thì xài gia đình rất là ok ha. Con này thì là 2.3 triệu, ủa lộn, con này 2.2 triệu. Hai con này thì nói chung là nó y chang nhau à, nhưng mà con này mắc hơn 100.000 là ở chỗ cái lam nó đẹp hơn nghe mấy không, máy bãi thì đó vậy đó, máy nào đẹp hơn còn mới hơn thì nó mắc hơn thôi ha. Đó, con này 2.1 triệu, con này 2.2 triệu. Rồi E3 rồi, E4 đâu, E4 là con Makita này, con này thì quá xuất sắc luôn. Ở đây có dập made in, có để made in Japan nè ha. Con này thì là Makita nha anh em, Makita mà Makita đời mới á, thì ba con này công suất nó khoảng 31cc là như nhau nha. Thì máy tay cục á, công suất á, thì tầm 31cc thôi, chỉ có đột biến cái con mình đó thì công suất nó lớn hơn xíu, thì con đó nó sẽ là lốc nhôm thì chạy nó bền lắm. Đó, chạy nó đầm nó bền, nhưng mà có cái nhược điểm là do là nó là nhôm toàn bộ á, nên là nó nặng chút xíu anh em, với lại nó công suất lớn thì nó sẽ hao xăng. Đó, do đó anh em muốn tỉa cành mà cành anh em lớn á, rồi với lại anh muốn hạ gốc mà ngon luôn thì lấy con đó, còn nếu xong á, thì xài mấy con này thì công suất nó vừa đúng chuẩn của nó thôi chứ không phải vừa nó, tức là tiêu chuẩn của mấy máy tay cục là tầm 31cc thôi ha, là anh em đã cắt rất là ok rồi, thậm chí là hạ gốc được ok luôn. Rồi E5 thì con này quá quen thuộc rồi nè, ngon bổ rẻ G320 Ruby. Mấy con này thì nó gọi là trong tầm giá mà anh em có thể vừa cưa gia đình, thậm chí anh em xách nó đi cưa cây mướn, cưa khai thác được luôn ha. Rồi E6 này là Echo 281, thì cái con này đó cũng tầm mấy con tay cục bên đây, nhưng mà phiên bản nó tay dài, con này phù hợp cho anh em mà mua về ở vườn cắt củi đồ này kia đó, anh em nào cắt củi là lấy con này. Tại sao? Tại vì nó cực kỳ tiết kiệm xăng, cực kỳ nhẹ và để lâu rất là nhạy nổ, tại vì cưa củi anh em biết á, cưa mỗi lần cưa thì cưa nhiều, mà cưa xong thì đem vô cái máy chùm mền rồi vài tháng vài tuần mới đem ra cưa, tại vì chùm hết củi mới cưa nữa chứ, đúng không anh em, đồng ý không? Nên là cái con này là cực kỳ phù hợp cho mấy ông mà cưa củi. Rồi có con giống gì nữa là E7. E7 con này không giống, con này E8 này, con này mới giống nè. Hai này là giống nhau, nhưng mà con này thì đẹp hơn, con này là Yanma. Thằng bên đó là Echo. Hai này nó y chang nhau à. Thậm chí anh em đưa chụp giật bên đây qua anh kia là nhiều khi gắn nó cũng vừa luôn. Đó, con này thì nói chung là Yanma, dòng Yanma ha, anh em nông dân nghe thương hiệu Yanma là biết. Xịn sò lắm, với lại cái dòng này tiếng nổ nó nghe nó phê hơn, nó phê lỗ tai hơn. 2.5 triệu nó mắc hơn 300.000, chứ còn về công suất nó cũng y chang này thôi ha. Rồi con E7 này là Atin, con này thì Lam Latin, 2.2 triệu nha mấy ông, máy là lốc nhôm ha, nước sơn của cái con này là nước sơn gin nha, nước sơn gin nha. Đó, rồi E8, E9, E9 là em nào đâu, 9, 10, 11, à mấy cái thằng Echo chạy bốc mà tiết kiệm xăng đó. Đây là cái con mà tầm giá mà đang kiếm cái máy mà tầm khoảng 2.5 triệu mà xài ngon đó, có thể cưa khai thác hạ cây đứng được luôn. Thì anh em lấy dòng này nha, nhất là những anh em mà miền Nam á, từ mà Bình Thuận trở vô là rất là chuộng cái dòng Echo này ha, đặc biệt là dân An Giang, dân Đồng Tháp, anh em phải nói là đi mà gặp 10 cây cưa là hết 7 cây là Echo, tại vì cái dòng Echo này nó hợp gu của người miền Tây, tại vì miền Tây á thì anh em biết á là khoái chạy á là phải bốc, nhưng mà phải là tiết kiệm xăng người ta mới chuộng, và phải bền đó thì xài nó mới ok ha. Nên là mấy cái ông miền Tây mình nó khó tánh lắm, lựa máy là phải là máy hàng ngon,
giống như ra đường là toàn là chạy Honda, xe Honda không à, chứ ít có chạy thương hiệu khác. Còn anh em ở miền Bắc nhiều khi chạy mấy cái chiếc mà thương hiệu này thương hiệu kia, chứ còn mà anh em miền Tây á, miền Nam á, là chơi thương hiệu nào mà nó bền, tiết kiệm xăng là tao lụm thì đây. Ba con này đồng giá nhau 2.6 hết, lấy con nào lấy em không. Con này á, là Echo 452 đó, lớn hơn con này thì tầm 35cc, con này thì là 45cc nha. Con này thì nó lớn hơn 10cc chứ con bên đây. Con này phù hợp cho anh em cưa cây lớn nha, cây nào mà nó bự á, khoảng đường kính bánh xe khoảng hăng bụng của anh em á, bụng bia đó, thì anh em lấy con E12 này ha. Với lại cái con này bữa nay về đẹp nha, bình thường giá con này tầm 2.5 triệu thôi, nhưng mà con này nó về đẹp quá nên là giá nó mua vô nó cao hơn nha, nè là 2.650 nha đó. Máy thì nó tùy đợt, rồi E12 xong tới 13, 14, 15 thì đây ba con này. Ủa 13 đâu rồi trời, đây 13 đây, 13 là con này là Echo nha, 13, 14, 15 đó, 16 luôn đó. Hai con này là Echo, Echo này Echo 361. Mấy con này thì nồng đứng nha, nồng đứng thì nó phù hợp cho anh em á, xài gia đình nha. 2 năm con này là nồng đứng nha anh em, thì nó phù hợp cho anh em xài gia đình, hoặc là anh em cưa cây mướn á, thì anh em phải có cây nồng đứng để mình hạ gốc cho nó nhanh nha, hoặc là mình cắt cái gì nó nhanh. Tức là nói tóm lại là muốn cắt mà nhanh nhất là lấy nồng đứng. Cái hai nữa là muốn xài gia đình mà muốn xài ngon lấy nồng đứng đó. Rồi với lại là cắt ít, lâu lâu mới cắt, nhưng mà mỗi lần cắt là tao phải sướng nẹt bô, là phải đã lỗ tai thì lấy nồng đứng. Còn hàng năm này để làm gì? Để cho anh em cưa đường trường, tức là anh em cưa trong thời gian dài, cưa củi đó. Rồi đó, sau hoặc là anh em có cây nồng đứng rồi, anh em mua hay nằm cây nồng đứng, hạ gốc xong lấy hàng nằm ra để cắt từng khúc ra, để cho nó chạy trong đường trường dài á, thì nó rất là tiết kiệm xăng ha. Còn nằm đứng á, thì nó sẽ hao xăng hơn, nhưng mà nó đem lại cái cảm giác cưa mình nó nhanh hơn, độ sướng là cực kỳ khổ hai bàn luôn ha. Coi con này Makita 3 triệu, con 15, 16 này đó là 3.3 triệu. Con này á, là phải nói là nhỏ mà có vỏ nghe anh em, bà mẹ nó nhỏ xíu rồi mà công suất nó gần 40cc, mà anh em thấy nó nhỏ gì đó mà nó nổ lên là nhiều anh em giật mình luôn. Có nhiều lắm, nhiều anh em đã mua dòng máy này về rồi, tại vì cái máy so với máy Trung Quốc ha, nó nhẹ và nó gọn hơn máy Trung Quốc là muốn gần gấp 2 tới gấp 3 lần, nhỏ tới mức độ vậy luôn đó anh em, nhỏ xíu à, mà mẹ nổ một cái lên thằng Trung Quốc chạy không lại nó đó, cái dòng tua nó chạy cực đã nha. Lam là Lam Latin nha anh em, hai con này là 3.3 triệu ha. Còn bên đó là Echo 361 là 2.9 triệu, con này Makita là 3 triệu. Rồi con này hồi nãy em đầu clip có giới thiệu đó, G370, cái lốc nó có để là gì, GZ3 3007 nè, đây có quay cho anh em luôn nha. Đó, GZ3 3007, con này made in Japan ha. Đó, mọi máy kêu Trung Quốc 5.200, 5.500 rồi này kia các kiểu đó, là nó nhái từ cái con G370 nè anh em. Đây là cái phiên bản mà tượng đài của mấy thằng tàu khựa nó nhái theo nè. Đó, thì anh em biết rồi, cái máy này nó đỉnh của chớp như thế nào. Máy này trên thị trường có nhiều chỗ đó, bán 5.5 triệu, 6 triệu, 6.5 triệu là hết sức bình thường, nhiều giá lắm, tại vì cái con này cực kỳ hot nha, từ thợ cho tới dân xài đồ này kia là khoái dòng này lắm anh em ơi. Dòng này thì thôi em khỏi phê bàn đi, anh em tự tìm hiểu đi, tại vì nó quá đỉnh của chớp rồi, nó còn hơn Sinowa 350 trên này rồi ha. Rồi hai con này á, là Sinowa 305, hai con này 3.5 triệu, rồi 350 thì là 4.3 triệu ha. Nhiều anh em thì khoái chơi đỉnh của chớp luôn là 350, nhưng mà thực sắc thì em lại thích cái hàng 305 hơn, tại vì hàng 305 á, thiết kế nó hon gọn cái bề ngang hơn, hàng này thì làm bè hơn đó. Còn tùy vô cái gu của anh em nó như thế nào, ví dụ như cái 4.3 thì cái bề bản lam nó bự hơn, thì có nhiều anh em nói thì tao cưa trong thời gian dài nó tải nhiệt tốt hơn, nhưng mà hàng 305 á thì lam nó là lam đầu nhọn, nó đâm nó chọt rồi này kia nó dễ hơn, nó gọn hơn, cái gì nó cũng có cái giá của nó ha. Nhưng mà đã là máy Nhật rồi, đã do hàng Nhật sản xuất rồi thì anh em cứ yên tâm xài đi, Nhật nó làm đồ ngon, không có đồ nào dở đâu, không có đồ nào mà về mà nhanh hỏng đâu, xài bền xài tốt người ta mới xài hàng cũ, hàng bãi, hàng Nhật, chứ mà xài mà nó như hàng tàu thì người ta mua hàng tàu hết rồi, chứ ai đâu đi mua ba cái máy linh tinh này anh em nha, đâu có ai mà đi chuộng hàng bãi Nhật đó. Bởi vậy nhiều anh em xài máy cưa, thậm chí là những đại gia ở trong ngành gỗ luôn, nhưng người ta vẫn đi mua hàng bãi người ta xài, chứ người ta không hề mua xài hàng mới. Đó là cái lý do là máy cưa bãi nó có cái hay ở chỗ đó ha. Còn nếu mà anh em mà xài máy cầm tay, máy điện, máy pin rồi đó, thì thật sự với anh em, với cái thời điểm hiện tại, với thu nhập hiện tại của người Việt Nam mình á, thì những cái máy mà sử dụng mà pin á, anh em nên mua hàng mới. Tại sao? Tại vì những cái phụ tùng phụ kiện mà máy pin á, hiện nay ở thị trường máy bãi rất là hiếm, hầu như là nó bùa, nó chế cháo lại từ
những cái phụ kiện linh kiện mới của tàu rồi nó gáp vô anh em xài, thì anh em xài gì khác nào xài máy tàu đâu. Thì do đó những cái máy mà máy pin, máy khoan tay cầm pin rồi máy cắt, máy khoan mà tay mà cầm pin chạy pin rồi là kia đó, đây một đống đây nè đó, thì anh em nên xài hàng mới nha. Đây là Total Inco rồi này kia nè, anh em xài hàng này rất là ok. Còn nếu mà anh em có tiền luôn đó thì mình chơi hàng The One này của Mỹ nè. Con cây khoan này em mua là 5 triệu hàng đập hộp hàng mới nè. Còn những con này thì tầm triệu mấy, 2 triệu 3 triệu cũng có à, hàng mới xài nó ok. Tại vì những cái pin đó thì anh em xài nó biết rồi, xài là cái tuổi thọ pin nó giảm dần, lúc nào nó càng xài nó càng giảm dần. Mà thường là pin về đó, là mà hàng bãi nó đóng lại hết rồi. Còn máy cưa Nhật này nè đó, là anh em không xài thì cái máy nó vẫn còn vậy. Mà thường là mấy hàng Nhật nó không có xài, nó xài ít lắm, nên là những cái máy này nó về thì hầu như là nó giống như là trong hàng đập hùng. Còn cái máy pin mình không xài, cái pin cái tuổi thọ nó vẫn giảm, nên là em là luôn luôn nhiều anh em nhắn tin hỏi có bán máy khoan pin đồ không em. Nhưng mà em nói em gặp có mua đó nhưng mà không có kinh doanh, tại vì bán những cái dòng đó nó hư, nó không có đồ sửa đâu. Rồi với lại là chạy nó cũng y chang như máy tàu rồi, máy chơi thậm chí nó mau hư hơn máy tàu nữa. Vậy mình xài máy tàu đi cho nó tiện. Còn máy cưa là anh em xài hàng bên em là có bảo hành, có phụ tùng đồ này kia, bao cho anh em phụ tùng đầy đủ, cứ yên tâm xài. Và mấy cái máy này cái chất lượng nó còn rất là ok ha. Rồi nếu thấy hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới anh em ha. Rồi nhớ giùm em là cái bản du lịch hàng nha, nên là mấy anh em mà có mua hàng giùm em thì mọi chi tiết liên hệ cho em sau ngày 22 tháng 6 giùm ha. Cảm ơn anh em.